Thưa quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, phát hiện có dấu hiệu phạm tội trong vụ gửi con chữa bệnh nhận lại cho cốt. Mới đây, công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hai người bị xác định liên quan vụ án trên là ông Lê Minh Quang, 45 tuổi và bà Cao Thị Thu Bích, 39 tuổi, đang bị cảnh sát làm việc để phục vụ điều tra. Điều này cũng khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc với những hành động mà ông Quang đã gây ra cho nạn nhân. Người đàn ông này sẽ phải đối mặt với tội danh gì liên quan tới vấn đề này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Gửi con chữa bệnh nhận lại hũ cho cốt, kẻ thiêu cháu bé đối diện nhiều tội danh. Trả lời báo chí, luật sư Nguyễn Văn Tứ, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho rằng ông Lê Minh Quang có thể đối diện với nhiều tội danh trước hành vi mà ông Quang đã gây ra cho cháu LNMQ và gia đình cháu. Theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, thứ nhất nghe từ ban đầu, ông Quang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật như chuyên chữa bệnh chậm phát triển, có biệt thự riêng để chữa bệnh, đội ngũ ekip chuyên nghiệp, trong vòng 2 năm sẽ chữa được bệnh, từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển. Những thông tin này nhằm đánh vào tâm lý để người nhà cháu quy tin đó là sự thật và giao số tiền 600 triệu đồng cho Quang chữa bệnh. Tuy nhiên, những gì mà ông Quang nói trên đều hoàn toàn không đúng sự thật, không diễn ra trên thực tế. Do đó hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai, về nguyên nhân tử vong của cháu Quy, cơ quan điều tra cần làm rõ nhiều mâu thuẫn, như cháu Quy tử vong có phải do mắc Covid-19 hay qua đời vì nguyên nhân khác thông qua việc giám định hài cốt. Ngoài ra, vì sao cháu quy tử vong, ông Quang không báo ngay với gia đình hoặc báo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định mà tự mình thiêu rồi mang hài cốt ra cho gia đình? Luật sư Nguyễn Văn Tứ cho hay, trường hợp có căn cứ xác định cháu quy tử vong không phải do mắc Covid-19 mà do tác động từ ông Quang thì có thể xem xét khởi tố thêm tội sát hại người đối với ông này cũng theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản phòng chống dịch COVID-19 liên quan, trường hợp phát hiện có người bị dương tính với COVID-19 hoặc tử vong do mắc COVID-19 thì người phát hiện cần phải khai báo với cơ sở y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện. Theo lời khai ban đầu của ông Quang, khi phát hiện cháu quy tử vong, ông Quang không khai báo với cơ sở y tế chính quyền địa phương mà tự ý mang cháu quy đến địa điểm khác và hỏa thiêu. Hành vi nêu trên của ông Quang có đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm mồ mả hai cốt quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn về phía bà bích luật sư nguyễn văn tứ cho rằng trong vụ việc này nếu đúng như lời khai của bà bích tại cơ quan điều tra thì hành vi lái xe chở ông quang đi hỏa thiêu cháu quy có thể coi là hành động giúp sức tạo điều kiện để ông quang thực hiện hành vi phạm tội dù không trực tiếp thực hiện hành vi hỏa thiêu bé trai sau người phụ nữ vẫn có thể bị xử lý về tội danh tương tự ông quang với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực Ngoài ra nếu trong quá trình lấy lời khai, cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định ông Quang khiến cháu Quy tử vong và phạm tội sát hại người, bà Bích có thể bị xem xét xử lý thêm về tội không tố giác tội phạm theo Điều 389 một luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Tứ nhấn mạnh, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết còn mâu thuẫn, chưa được làm sáng tỏ để ngăn chặn không để bị can có điều kiện tiếp tục phạm tội hoặc có hành vi gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Quang và đồng phạm. Cùng chung quan điểm, luật sư Nguyễn Ngọc Anh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong. Luật sư Nguyễn Ngọc Anh phân tích. Việc cháu bé mắc bệnh tử vong do Covid-19 mà ông Lê Minh Quang không báo cho cơ quan chức năng, vội vã hỏa thiêu cháu rồi đưa cho cốt ra thử thiên huế mới báo cho gia đình là vấn đề bất thường cần phải làm rõ. Trường hợp những thông tin mà ông Lê Minh Quang đưa ra là không đúng sự thật, cháu bé tử vong không phải là do mắc bệnh, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em. Luật sư Nguyễn Ngọc Anh nói thêm, nếu kết quả xác minh cho thấy cháu bé tử vong do có hành vi khác xâm phạm đến tính mạng của cháu bé, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội sát hại người để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, theo lời tường thuật của anh N, cách đây vài năm, thông qua một người bạn chơi cây cảnh, anh có quen Lê Minh Quang, sinh năm 1977, chú 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện sống tại tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm ấy, Lê Minh Quang giới thiệu từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển. Đến năm 2022, cháu Quy, con trai anh NHN có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển, chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa. Do đó anh N liên hệ với Lê Minh Quang và người này nói rằng con của anh chắc chắn bị bệnh, cần chữa trị sớm nếu không sẽ bị điên. Người này cũng khẳng định trong 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai anh nhưng phải đưa đến cơ sở điều trị nội trú ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Quang là 200 triệu đồng một tháng, ứng trước 600 triệu đồng. Ông Quang nói, con trai anh N sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập có bể bơi riêng với ekip riêng chăm sóc, bao gồm một tài xế riêng, một ô tô để chở cháu đi lại, một cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, một trợ lý chăm sóc. Bé được bảo vệ an toàn 24 trên 24 kể cả lúc ngủ. Trong thời gian cháu bé điều trị, gia đình không được tìm gặp con và ông Quang cũng bảo mật luôn nơi mà người này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình và ông Quang đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội. Ngày 3 tháng 3, anh N giao con trai cho ông Quang chữa trị. Cuộc gặp cũng diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vài ngày sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng anh N là cháu bé bị mắc COVID-19 đang phải điều trị. Tiếp đó, ông thông báo cho cháu bé đã khỏe lại, gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên vì con lên cân, cần trang phục cỡ lớn hơn. Thế nhưng khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 3, ông Lê Minh Quang ra Huế giao cho vợ chồng anh N hũ cho cốt, nói là của con trai anh N. Các thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm theo dõi. Tất cả mọi người đều mong chờ cơ quan chức năng sớm điều tra ra sự thật. Sau khi vụ việc gửi con chữa bệnh nhận về hũ cho cốt xôn xao dư luận, một số người hiếu kỳ đã tìm đến cơ sở chữa bệnh tự kỷ của ông Quang để tìm hiểu rõ vụ việc. Chứng kiến căn nhà được cho là chỗ chữa trị cho nạn nhân, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với điều kiện cơ sở vật chất nơi đây, càng bàng hoàng hơn khi nghe những thông tin sốc được chính con của chủ nhà chia sẻ chủ nhà cho thuê tiết lộ bí ẩn đằng sau cơ sở điều trị tự kỳ ảo của ông Lê Minh Quang. Nơi ông Quy từng thuê để làm cơ sở chữa bệnh, người dân sinh sống quanh khu vực rất lấy làm bất ngờ bởi sự việc vừa xảy ra. Theo bà Dê, gia đình bà sống cạnh căn nhà mà ông Quy từng thuê, song từ trước đến nay không hề hay biết mặt mũi ông Quy ra sao vì ông Quy đi biển biệt từ sáng tới tối. Bà Dê chỉ biết người đàn ông thuê nhà tên Quy và hai chân đi tập tễnh. Bà Dê nói, sáng ra là ông Quy đi tới tối khuya, lúc chúng tôi ngủ mới trở về, ở nhà không bao giờ thấy ông chào hỏi hay qua lại với hàng xóm, hành tung rất kín. Trong khi đó, chị P, 37 tuổi, con của chủ căn nhà ông L. M. Quy đã thuê cho hay. Khi thuê nhà, ông Quy tự xưng mình là bác sĩ, thầy chữa bệnh chậm phát triển. Theo chị P, vào tháng 9 năm 2021, ông LMQ đi cùng một người phụ nữ trạc ngoài 30 và một cháu trai khoảng 7 đến 8 tuổi. Bé trai này có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển tới thuê nhà của gia đình chị P. Khi được hỏi người phụ nữ đi cùng là ai, ông LMQ nói đó là phụ tá của ông. Thường ngày, cả nhóm không tiếp xúc với ai, duy chỉ có cháu bé 7-8 tuổi là hiếu động hay ném đá sang nhà hàng xóm khiến chị để ý. Thời gian sau có một phụ nữ mang thai dẫn theo một cháu bé trên 10 tuổi tới ở chung, ông Quy nói người phụ nữ mang bầu là vợ mình. Khoảng 15 ngày sau thì không thấy người phụ nữ và cháu bé 7, 8 tuổi đâu nữa, cũng không ai biết họ đi đâu. Chị B chia sẻ, sau khi có một nhóm hai ba người tới căn nhà ở mấy hôm và khi họ rời đi thì có thấy thêm một bé 2, 3 tuổi, nhưng tôi không chắc là trai gái ở trong nhà. Tôi không tò mò nhiều nên khi đi qua thấy thì chỉ biết là có cháu bé, chứ không chắc là trai gái. Cũng theo chị P, khoảng tầm tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, người phụ nữ mang bầu và ông L.M.Q đi khỏi căn nhà. Căn nhà khóa kín và không có bóng người. Theo chị P được biết thì người phụ nữ đi sinh con. Đến khoảng giữa tháng 6, ông LMQ gọi điện cho gia đình chị nói trả nhà. Ngày hẹn trả nhà, khi chị P và mẹ chị tới thì đã thấy ông LMQ chất xong hết đồ đạc lên xe riêng của mình. Trên xe thời điểm ấy có một người phụ nữ, bồng một đứa trẻ sơ sinh và bé trai trên 10 tuổi. Chị P nhớ lại Ông Quy dọn nhà đi nhanh chóng và sau đó có gọi cho tôi nói cảm ơn và hẹn nếu có dịp lên thành phố Đà Lạt thì ghé nhà ông chơi. Ông Quy nói có nhà rất to ở trên đó, xong tôi không hỏi địa chỉ cụ thể. Cũng theo chị P, cơ quan chức năng chưa công bố rõ vụ việc nên gia đình chị cũng không dám khẳng định gì. Xong sự việc xảy ra làm ảnh hưởng tới gia đình chị rất nhiều. Chị P bộc bạch. Từ ngày biết sự việc, gia đình tôi vô cùng hoảng loạn. Chưa kể nhiều người không rõ sự tình lại nghĩ gia đình tôi gây nên vụ việc. Rất mong cơ quan chức năng mau chóng có kết quả điều tra để mọi chuyện được rõ ràng. Ở ngay cạnh nhà, nhưng chính những người hàng xóm cũng không hề hay biết đến diện mạo của ông Quy, cũng như cụ thể thông tin về người đàn ông bí ẩn này. Liệu lối sống khép kín và hành tung bất thường của ông Quy che giấu điều gì? Hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm điều tra làm rõ và đưa mọi chuyện ra ánh sáng pháp luật thưa quý vị cha mẹ luôn lo lắng và yêu thương con cái chính vì vậy khi con có vấn đề gì cha mẹ thường tìm mọi cách mọi phương pháp để có thể giúp cho con phát triển khỏe mạnh bất chấp việc phải chi trả một số tiền lớn vượt cả mức thu nhập tuy nhiên hiện tại vẫn còn có không ít những lang băng tự phát vẫn đang hoạt động trái phép mà không có sự quản lý của cơ quan chức năng vì vậy bố mẹ có các con mắc căn bệnh này cần thật sự cẩn trọng trong việc chọn nơi gửi con, luôn luôn quan sát quá trình điều trị bệnh của con để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.